Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình lại cái điểm câu mới nha các bạn. Hôm nay có mấy anh em ở Bến Lức xuống câu với mình đi giải trí nha các bạn, chiều cuối tuần. Bữa nay hy vọng là có nhiều hugo nha. Hãy cắn chỗ đó đó. Cắn phía ngoài cái chớp đó đó. Cảnh này quá lý tưởng ha ông ạ. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi gớt mấy xuống mấy đó nó mới bụp mới đã đó. Tầm gà đi chiến bệnh dữ không? Nhiều. Có mấy ông bên Tân Hưng ngủ ở bển mà tầm gà không có đi bển luôn. Không đi lâu quá không biết tình hình bên sao không không dám đi. Wow, mày đó đó mày ngon đó. Biết từ giờ anh Hoài chú với ông bác từ giờ không biết cá cắn nhiều chưa không biết. Cái khu rong đẳng cho có cá. Đây mình đến địa điểm mới các bạn. Cần thủ đang chuẩn bị xuống mồi. Đá câu rong, thôi à. Đây mình câu bằng nhái các bạn. Đá câu rong lắp điện lại. Ba đường nó dính liền, đường này dính liền. Đó rồi buông lại để gì dính đó, rồi cá cắn nha các bạn, cá cắn nha các bạn, dính, dính rồi bạn ơi, công cần nè, ôi da, xảy rồi. Để mồi nghe nó rồi, để mồi nghe nó cái rồi. Đó, đó, đó. Rồi để đi. Ăn nha các bạn. Cá ăn nha các bạn, cá cắn câu các bạn. Không cần không? Rồi, dính dính. Đây, đây 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 cần thử. Ô, quá đẹp. Đây, đây, đây. Sản phẩm trọng ha. Ba bấm 350 gram. Bỏ vô bào. Đây lẩu lươn ở đây. Câu cá lóc mà dính lươn luôn. Cái này con cũng mới 300 gram ha. 300 gram. Mời các bạn thưởng thức món đồng quê nha. Tiêu cái giá rồi. Rồi, chào mọi người nha. Giờ này giờ trưa các cần thủ mình ăn cơm. Cơm xong rồi chí xíu chiến tiếp. Đây. Giỏi thì nó hơn chút. Ăn đâu 4-5 kg rồi. Đâu cần thủ ăn nhìn lên ra 4-5 kg nè. Thì cái chú với mấy anh ở Bến Lức về về Đồng Tháp.
Hòa Bình mình câu cá. Mình đi câu cá lóc mà mình ăn món khác đi, món này chuối với đất nè. Lươn với cá trạch, món này chuối với đất. Ở quán Quyền Trân nha các bạn. Khi nào các bạn về Hòa Bình câu thì ghé quán Quyền Trân có món đặc sản, cái món đặc sản đồng quê nha các bạn. Đây, quán ăn Quyền Trân nha các bạn. Đây bên hông là có mấy cái hầm để câu cá luôn nha các bạn. Cá bông nhiều lắm. Đây hầm, đặc biệt cái hầm sau lưng này là cá bông bự không nè. Hầm nhà đó, câu đó. Hầm nhà đó, khi các bạn lại đây nhậu mà xỉn mới được câu cá bông nha, chứ mà không xỉn là không được câu cá bông đó. Nhưng mà hầm này cấm trẻ em dưới 10 tuổi câu. Rồi mời các bạn chung bữa cùng với anh em mình nha. Đây vô đi em Sáu ơi, vô. Đây, anh ba vô. Rồi mời mấy anh em cần thủ phương xa nữa coi. Vô em Sáu ơi. Rồi. Đây món này cá trạch chiên. Cá trạch chiên muối à. Cá trạch ướp muối chiên à. Còn này là lương bà xã. Đây, mình xin kết thúc video này nha các bạn. Chi xíu nữa mình đi chiến rồi mình sẽ quay tiếp. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Cuối tuần có nhiều năng lượng để chuẩn bị cho tuần mới nha các bạn. Rồi bye bye. Tiếp tục buổi chiều nha các bạn. Cánh quá đẹp, cá thì quá nhiều mà cá chưa tắp. Đó, cá đường đó đó, bốc đường đó liền. Đường này quá đã thiệt ha. Mấy cá nhỏ nó chịu dí lắm. Đó. Nó dí theo vòng hả sao? Nấp trong gông này không à? Giờ tới đó luôn hả? Theo dưới
gặp mép phía này sao? Nó vô đó luôn rồi đó. Đó, đó, sao rồi? Đó, sao rồi? Nó vô lắm sao rồi? Chậm chậm sao rồi? Tay gông dày quá ha. Đó đó đó, đổ phía ngoài kìa. Đổ phía ngoài đó. Đó, nó đổ ngoài đầu đó đó, chỗ đó đó, nó đổ chỗ đó đó. Đúng còn ký à. Ký lại là cái đầu cỏ nặng á, có thể có ký chứ ở đây không có đâu. Nãy có đó cho nó bận 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 đó. Để bữa hai bữa cái cảnh lên đó chiến bữa rồi. Đó đó. Đó đó. Rồi. Ồ, thì đó làm sao? Nếu còn nửa ký thì cho rã tay. Cá ăn nha các bạn. Cá ăn nha. Sấy hả? Buông rồi, buông rồi, buông rồi. Buông. Cá ăn mà buông rồi. Nó trong đó đó, thấy lại lầm liệt. Trời giả lào hả? Vậy lào chút xíu, thấy lại lầm liệt. Thịt nó
kia lấy nhân mũi, có nhân mũi đó. Mấy có trò lại không? Nhân mũi à. Đó 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 sao rồi thấy qua đường nãy sao rồi à, rớt xuống đóng cái đó. Cá này nó vào từ mé bên đây nữa. Vừa trong á. Đó, cá cắn nha các bạn. Dính rồi bạn ơi. Dính rồi, dễ gì xảy được. Kéo lên sáu rồi, dính rồi sáu rồi. Wow, dính rồi nha các bạn. Công cần luôn, công cần luôn. Dễ gì xảy. Dễ gì, bực kịch rồi, xảy gì. Đây. Quá wow, này gì bánh nó về qua đó em xong. Lâu nguyên nồi nha các bạn. Dính luôn rồi, dễ gì xảy. Đâu, thấy mặt coi. Đâu rồi, thấy mặt. Dễ vậy nằm trong đó đó. Dễ coi. Con cá bự các bạn ơi. Bự. Oh wow 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 wow. Oh, quá hay, quá hay. Cá bự các bạn. Được rồi nha các bạn. Wow, đây đây em sáu à, em sáu câu dính cá bự nha. Đó. Oh, cá bự. Quá đã. Cá ú y luôn các bạn ơi, dàn cháy luôn. Đây, em sáu bánh lứt nha các bạn. Quá êm rồi. Cá 400g. Lù qua nhau. Qua bọc lù luôn. Đó, đưa vô. Quá hay. Táp kiểu đó. Ôi, chào các bạn nha. Mình trở lại điểm câu mới nha các bạn. Điểm câu hồi sáng mình câu đây. Giờ mình trở lại đây. Wow. Dính được một con nha các bạn. À. Đây, đồng cần thủ của mình đang đứng đằng kia nha các bạn. À. Đây. Lưỡi móc má đào nha các bạn. Không thể xảy. À. Cá cũng trọng ha.
Đây cần thủ đã dính nha các bạn, cần thủ bánh lứt. À câu dính rồi. Đâu rồi, đâu rồi?